tại thời điểm này sau khi chúng ta đã nói về cách chúng ta build với thằng Next.js rồi đấy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bốn cái cơ chế render dữ liệu này lưu ý giúp mình ấy, chúng ta chỉ quan tâm tới topic này sau khi các bạn đã code được website nha nếu mà các bạn chưa code được website chúng ta đừng quan tâm tới topic này làm gì cả Trước tiên thì chúng ta sẽ nói về một vài từ viết tắt này. SSR là viết tắt của Server Side Rendering này. SSG là viết tắt của từ Static Site Generation này. CSR này, Client Side Rendering này. ESR này, Incremental Static re Regeneration này. Ở đây thì các bạn có thể nhìn nha. Ở khác với cái dự án của chúng ta đấy khác với dự án demo cho các bạn ấy. lần này các bạn nhìn thấy rằng là ngoài cái số lambda này ngoài cái hình tròn này mình lại có thêm một cái hình tròn nó tô đậm lên đấy và nó để là ssg các bạn này đối với dự án của mình nó mới có phần ssg này còn của chúng ta chúng ta chỉ có hai phần này thôi mình sẽ kéo lên một xíu cho các bạn xem này đây các bạn có thể nhìn thấy này, thậm chí rằng là website hỏi dân IT của mình cái phần này nó đang bị đỏ nữa cơ, mình chưa có thời gian để tối ưu hóa nó cơ. Đây này. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là mình có cái hình này. Mình có phần này, mình có phần này. Đây, nó khác nhau như thế này nhá. Phần này thì nó hình lambda các bạn này một vài phần nó hình lambda như thế này bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích các bạn này thứ nhất đấy chúng ta có cơ chế server side rendering at runtime cái này thì cực kỳ dễ luôn các bạn hình dung rằng mỗi một lần chúng ta vào website đấy và chúng ta không tối ưu hóa cái đường link này nhé vào website một cái server sẽ cần phải xử lý sau đấy gửi về file html cho các bạn thì đây gọi là server side rendering mỗi một lần chúng ta gọi lên server không có caching không có cái gì hết cứ xử lý data và gửi về cho các bạn lần nào cũng như lần nào thôi gọi gọi lên gửi về mô hình request và response đấy gọi là server side rendering thứ hai chúng ta có phần static này phần static này có nghĩa rằng nha ví dụ như rằng là cái phần tư vấn này các bạn các bạn nhìn thấy phần tư vấn này nó gọi là static đúng không nào mình sẽ mở source code cho các bạn xem nha phần phần build này các bạn này mình sẽ mở nha ở bên trong này chúng ta có một phần đấy chính là, là phần standalone, phần đằng next này, đây bên trong phần server các bạn này, đây. Các bạn mở vào nhé mình chỉ minh họa, mình chỉ muốn minh họa cho các bạn thôi. Ví dụ như rằng là phần tư vấn các bạn này, các bạn nhìn thấy điều gì không? Bên trong phần này nhá, nó có một cái file là HTML ở bên trong này các bạn này thì các bạn hình dung ấy đối với quá trình build của thằng Next.js đấy đối với những cái nào đối với những cái nào mà nó ghi static này có nghĩa rằng ấy, khi nó build nó đã tạo ra sẵn một file HTML rồi từ phía client của chúng ta gửi request lên ấy, thằng Next.js nó sẽ lấy file HTML này gửi về cho các bạn như vậy quá trình của chúng ta nó sẽ nhanh hơn đúng không nào bây giờ thì chúng ta sẽ phân biệt các bạn này cái phần static này các bạn này phần static ấy, chính là cơ chế này các bạn này chính là static size generation này SSG chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt cái cơ chế gọi là SSG và ISR ở đây này incremental static regeneration đấy có một vấn đề xảy ra là nếu như rằng chúng ta đã build sẵn cái file HTML rồi ấy, sau này chúng ta muốn update dữ liệu thì sao mình lấy ví dụ nha, mình sẽ vào website hỏi dân IT của mình này. Các bạn nhìn nha, ví dụ như rằng là một khóa học của mình này, mình click vào khóa học Next js này. Ngày hôm nay đấy, giá khóa học của mình đang là 1499 như thế này. Mình muốn rằng là ngày mai tăng lên 1599 nếu như rằng là cái đường link này là html lại chẳng lẽ rằng là mình lại cần phải build lại dự án chỉ để thay đổi mỗi một trường này thôi à dĩ nhiên rằng chúng ta sẽ không làm điều đấy đâu các bạn đấy chính là khi cái cơ chế isr này nó ra đời thằng next sẽ đấy chúng ta sẽ ra lệnh cho nó chúng ta bảo nó rằng là mày build lại cho tao duy nhất một cái trang này thôi cả dự án mày đừng có build mày build cho tao đúng một trang thôi thì đây chính là lúc cái cơ chế isr nó ra đời và cái cơ chế đấy nó nằm ở đâu thực tế rằng ấy các bạn để ý nha ở đây thì mình sẽ mở cái phần Um, mình sẽ mở cái phần uh, API của mình đây, đây này thực tế rằng là cái cơ chế ESG của chúng ta đây các bạn chính là quá trình các bạn revalidate data này các bạn này các bạn clear cache đi, ngay lập tức thằng Next.js nó sẽ build lại data cho các bạn thì ở đây nó sẽ giải quyết được cái bài toán của chúng ta các bạn nhé data cũ và data mới đấy bây giờ nha chúng ta sẽ phân tích tới kiểu cuối cùng các bạn này là SSG này, static size generation này. tại sao chúng ta lại có cái thằng này cái thằng này này để ý giúp mình nhé để ý giúp mình rằng là cái phần này này ứng với phần này các bạn hình dung rằng là mình có phần khóa học ở đây này khóa học của mình nhé khóa học của mình chính là cái đường link này các bạn này những cái đường link này này nếu như rằng là mình không render trước trên phía server ấy, mình không render ra file HTML đấy mà mình lại dùng cơ chế server side rendering ấy. Với cái dự án của chúng ta chúng ta dùng cái phần Slack đây các bạn, nó đang là server side rendering. Còn đối với cái website của mình ấy, mình đang dùng SSG static site generation, có nghĩa rằng mình đã render ra file HTML trước rồi. Nếu mà mình không render ra file HTML đấy, mỗi một lần các bạn click như thế này này, nó không load nhanh như thế này đâu. Và để có thể làm được cái điều này đấy, chúng ta sẽ cần nói cho thằng Next.js biết rằng là chúng ta sẽ render ra những cái đường link URL nào các bạn này các bạn nhìn này ở đây thì mình có bao nhiêu khóa học vậy mình đã render trước trên phía server rồi mình có thể kiểm tra nha bên trong thằng Next này này mình sẽ vào cái phần standalone nhé thằng Next.js này vào server nhé app này mình sẽ vào phần khóa học các bạn sẽ nhìn này đây này tất cả khóa học của mình ấy mình đã render dưới dạng html hết rồi các bạn này đây này đây là những file html này mình đã render trước cho thằng next rồi có một câu hỏi đặt ra rằng làm sao để chúng ta sẽ từ dynamic route có nghĩa rằng là từ cái cơ chế server side rendering chúng ta chuyển về cái cơ chế gọi là static side generation để làm điều đấy này rất là dễ thôi thằng next hỗ trợ chúng ta một vài công cụ các bạn này mình sẽ phóng nhỏ nha, mình sẽ mở cái phần khóa học ra cho các bạn xem bên trong này. Đây. Để làm điều đấy thì thằng Next.js ấy nó hỗ trợ chúng ta một cái method có tên gọi là generic static param các bạn này. Nhờ có cái function này thằng Next.js ấy nó sẽ tự động build file HTML có trước cho các bạn. Thì ở đây này, đối với cá nhân của mình ấy, mình sẽ viết một cái API để trả về thôi. Chi tiết về cái phần này các bạn có thể tìm hiểu cái function này của thằng Next.js nha. Các bạn có thể tìm hiểu cái function generic static param các bạn này. Và sau khi các bạn làm vậy Ý, chúng ta sẽ có được cái này chúng ta sẽ có được cái hình tròn này nó bôi đậm đấy các bạn chúng ta gọi là static size generation như vậy rằng là thông qua video này mình hy vọng đã mang tới một cái bức tranh tổng quan cho các bạn về cách render của thằng Next.js về cái cơ chế client side rendering thì khi mà các bạn dùng cái tag use client ấy, lâu nay chúng ta code react như thế nào thì nó gọi là client side rendering cho tới thời điểm bây giờ đấy, mình đã đi qua cả 10 topic đối với thằng Next.js rồi. Thì đây chính là những tính năng hot nhất của thằng Next.js 13 và Next.js 14 các bạn nhé nó không có gì gọi là quá cao siêu cả ngoại trừ một breaking chain là chúng ta sử dụng app directory thôi. Hy vọng rằng là thông qua video này các bạn có thể thấy được nhiều điều hữu ích và mình hy vọng các bạn sẽ gọi là chuyển hướng dùng thằng next S nhiều hơn. Nếu như rằng trong quá trình theo dõi video này các bạn có điều gì vướng mắc hay rằng là các bạn thấy điều gì chưa đúng, các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để mình có thể làm thêm nhiều video nữa về Next.js. gặp lại các bạn tại các video tiếp theo nha.